Hôm nay, Đại Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và vệ sinh máy làm mát cao cấp Daikyo DK5000B đúng cách nhất nhé. Để sử dụng máy làm mát cao cấp Daikyo DK5000B hiệu quả, bạn hãy đổ nước vào đầy bình. Có thể bỏ thêm đá trong bình chứa nước nếu bạn muốn mát hơn. DK5000B có bảng điều khiển từ xa nên rất thuận tiện để sử dụng. Để khởi động máy, chúng ta nhấn nút on off trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa. Sau đó ấn nút cool để khởi động hệ thống bơm nước từ bình chứa nước. Để điều chỉnh tốc độ gió, bạn hãy nhấn nút speed để lựa chọn mức gió thấp, trung bình và cao. Tiếp đến là chế độ timer để hẹn giờ, có thể thiết lập trong vòng 1 đến 24 giờ. Còn switch, các bạn hãy nhấn nút này về vị trí on, lá đảo sẽ tự động quay phải, trái. Bật nút này về vị trí off sẽ hủy bỏ chế độ quay. Tuy nhiên bạn cần lưu ý, chỉ sử dụng nút nhấn trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để điều chỉnh quay phải, trái chứ không điều chỉnh tay sẽ làm hỏng motor đảo. Lá đảo lên xuống có thể điều chỉnh bằng tay. Mặc dù Daikyo DK5000B tiết kiệm điện lên đến 90% so với máy lạnh, nhưng bạn đừng quên tắt máy khi không sử dụng nhé. Để sử dụng máy làm mát cao cấp Daikyo DK5000B hiệu quả, tùy thuộc vào môi trường hoạt động mà từ 1 tuần đến 3 tháng bạn nên vệ sinh máy một lần. Việc vệ sinh máy khá đơn giản. Trước tiên, bạn phải rút vít cắm ra khỏi ổ cắm. Sau đó, chúng ta bắt đầu làm sạch lưới lọc và tấm làm mát bằng các bước sau. Tháo ốc vít phía sau máy ra. Bạn hãy nhấc tấm làm mát xuống. Tháo rời tấm làm mát ra khỏi bảng. Rồi tắm làm mát, lau chùi phần vỏ của máy. Sau đó các bạn vệ sinh tắm làm mát bằng cách xịt vòi nước xuyên một góc 45 độ để làm sạch bụi bẩn và đem phơi khô. Hai bên hông của máy DK5000B có hai tấm làm mát, bạn cũng tháo ra để vệ sinh tương tự. Đối với motor và cánh quạt, bạn hãy sử dụng vải mềm và xà phòng để vệ sinh, lau chùi sạch sẽ. Tiếp đến là làm sạch bình chứa nước, dùng xà phòng hoặc vải để lau sạch sẽ. Sau đó, bạn chỉ cần mở van xả nước để xả toàn bộ nước bên trong máy ra. Bơm phân phối nước có một nắp lọc tạp chất, các bạn cũng tháo ra để rửa sạch. Sau khi tắm làm mát DK5000B khô thì chúng ta lắp vào như tiến trình ngược lại lúc tháo ra. Cuối cùng là lau chùi toàn bộ thân máy. Vào mùa lạnh không sử dụng, các bạn nên vệ sinh sạch sẽ, phơi khô rồi quấn ni lông tránh bị côn trùng vào lập tổ, ảnh hưởng đến chất lượng và cấu tạo của máy. Nếu còn thắc mắc hãy truy cập vào website tapdoandaiviet.com.vn để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho các dòng sản phẩm khác của máy làm mát cao cấp Daikyo.